Vụ shopping tối startup bùng kèo đào mỏ, CEO Nerman phản pháo, chúng tôi không phải kẻ đào mỏ bùng kèo. Trong tập 3 của Shark Tank Việt Nam mùa năm, startup Nerman, thương hiệu mỹ phẩm dành cho nam, đã có màn gọi vốn ấn tượng trước các cá mập. Dù mới thành lập từ năm 2019, nhưng startup này đã có kết quả kinh doanh đáng nể, như có 150.000 khách hàng và bán ra hơn 330.000 sản phẩm, doanh thu riêng quý 1 năm 2022 lên tới 1,3 triệu đô. Những con số ấn tượng và khả năng thuyết trình lưu loát đã giúp Nerman chốt thương vụ thành công với Shark Nguyễn Hòa Bình và Shark Nguyễn Xuân Phú. Tuy nhiên, chỉ hơn một tuần sau khi thương vụ được phát sóng, chia sẻ riêng với chúng tôi về Shark Nguyễn Hòa Bình thông báo rằng thương vụ đã sớm đổ vỡ. Theo Shark Bình, ngay sau khi thương vụ được ghi hình vào đầu tháng 5, đội ngũ thẩm định của quỹ Next 100 đã liên hệ với Nerman để làm việc, yêu cầu cung cấp thông tin, số liệu để thẩm định. Tuy nhiên, startup này có hiện tượng hoãn bình, viện lý do bận để kéo dài thời gian cung cấp thông tin, hứa là cuối tháng 6 mới làm xong. Ngày 26 tháng 6, hơn một tuần sau khi thương vụ được phát sóng, họ từ chối nhận thẩm định với lý do thay đổi định hướng gọi vốn nên tạm thời không nhận vốn đầu tư tại thời điểm này. Tôi cho rằng đây là quy trình chuẩn của việc bùng kèo để đào mỏ, thuật ngữ từ Shark Tank Mỹ, từ hiệu ứng truyền thông lớn của chương trình Shark Tank Việt Nam. Shark Bình phản ứng khá gay gắt. Sau thông tin bị Shark Bình tố bùng kèo dù thương vụ mới chốt trên sóng Shark Tank Việt Nam cách đây chưa lâu, một trong ba nhà sáng lập startup mỹ phẩm nam Nerman, CEO Đặng Thanh Định đã chính thức lên tiếng. Theo đó, phía Nerman khẳng định thương vụ này không thể gọi là lật kèo chỉ vì đổ bể với Shark Bình. Phía startup vẫn đang làm việc với Shark Phú. Đến thời điểm hiện tại, điều thương vụ của Nerman trên sóng Shark Tank chưa hề đổ bể, có chăng chỉ là đổ bể với Shark Bình mà thôi. Lần gần nhất, mình vẫn đang tiếp tục làm việc với Shark Tank để đi đi cùng Shark Phú là ngày 27 tháng 6. Mình xin khẳng định Nerman không phải là kẻ đào mỏ hay bùng kèo, CEO Đặng Thanh Định cho biết. Nói về việc hòa hoãn đàm phán DD, đại diện Nerman xin lỗi vì đã làm mất thời gian của Shark Bình. Đồng thời cho biết trong vòng một tháng kể từ khi lên sóng, startup bận chuẩn bị hàng hóa và các kế hoạch truyền thông để tận dụng tốt làn sóng Shark Tank nên hai bên mới gặp nhau một lần. Với những sự hạn hẹp, số lượng đơn hàng dự kiến tăng 4 đến 5 lần bình thường, khối lượng công việc chuẩn bị cho marketing quá lớn, tôi đã xin hoãn và có nói rõ từ đầu với phía Shark Bình rằng chúng tôi tập trung vận hành trước, để sau lên sóng ổn định rồi thì hai bên ngồi lại, chứ không phải chúng tôi cố tình lần nữa trì hoãn. Theo CEO Đặng Thanh Định, sau đó vì định hướng thay đổi, phía Nerman muốn đi tiếp cùng Shark Phú để đánh mạnh vào kênh offline, đây cũng là điểm mà startup còn đang yếu. Lúc quay trên chương trình, chúng tôi chỉ có 3 đến 5 phút để quyết định về việc sẽ nhận deal hay không. Lúc đó cái gì nghĩ là tốt nhất thì mình làm, và có sự tham gia của hai Shark chắc chắn là tốt nhất rồi, CEO Đặng Thanh Định cho biết. Tuy nhiên, sau khi nghiêm túc suy nghĩ về định hướng sắp tới thì chúng tôi nhận ra những gì Shark Bình nói là đúng, Nerman còn yếu. Yếu là chỉ đánh online, yếu là mới phát triển. Và vì thế chúng tôi quyết định đi khắc phục điểm yếu, đó là thay vì chỉ đánh online, sẽ dành sự tập trung cho offline. Tôi tin Shark Phú có thể hỗ trợ Nerman rất nhiều cho định hướng sắp tới này. Cũng theo người đứng đầu Nerman, startup không lợi dụng truyền thông từ Shark Tank mà có ý định gọi vốn hoàn toàn nghiêm túc. Bởi nếu thật sự có ý định chỉ lợi dụng truyền thông, chúng tôi đã đặt ra một mức giá thật cao hoặc gọi số vốn thật khủng để không Shark nào chốt được kèo như nhiều startup từng làm trước đó.